Chào mừng tất cả các bạn học sinh khối 1 đến với tiết học toán của cô ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, cô cùng các con khởi động bằng một bài hát Vui đến trường để lấy khí thế vào bài học nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài học chục số tròn chục tiết 1. Các con hãy quan sát và đếm xem có bao nhiêu lá súng nhé. Các con đã có câu trả lời rồi, đúng không nào? Bây giờ, cô sẽ sử dụng khối lập phương để chúng mình cùng đếm lại số lá súng nha. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô có 10. 10 hay còn gọi là một chục. Các bạn quan sát nè, cô có một chục hay gọi là 10. Tiếp theo cô có hai chục là 20. Ba chục là 30. Bốn chục là 40. Năm chục, 50. Sáu chục, 60. Bảy chục, 70. 80. 90. 90. 90. Cuối cùng, cô có 10 chục là 100. Cô và các con đã cùng tìm hiểu các số từ 1 chục đến 10 chục hay 10 đến 100. Giờ mình cùng nghỉ giải lao một chút nhé. Mời các con nghe và hát theo bài hát Lớp chúng mình đoàn kết. Chúng ta tiếp tục bài học nhé. Các con hãy quan sát số khối lập phương và đọc theo cô nhé. Một chục, hai chục hay là 10, 20. Các con hãy quan sát tiếp hình và cùng cô đọc nhé. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục, tám chục, chín chục, mười chục. Hay mình còn có thể nói là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Các con hãy đọc lại hai lần nhé. Các con hãy quan sát dãy số sau và đọc thầm dãy số này cho cô nhé. Cô và các con cùng đọc lại dãy số này. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Các con hãy tự đọc lại chỉ số này hai lần nhé. Bây giờ cô và các con cùng đến với trò chơi tìm chuồng cho thỏ nhé.
Các con hãy nối số trên mỗi cái chuông với cách đọc tương ứng ở mỗi chú thỏ nhé. Các con có 2 phút để thực hiện. Giờ đây, cô trò mình cùng nhau kiểm tra kết quả nhé. 80 30 10 70 50 100 Các con giỏi quá! Hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay thật to nha! Ở nhà, các con nhớ xem lại bài và tập đếm các số tròn trục từ 10 đến 100 nhé! Bài học đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp các con ở các tiết học sau nhé.